này căn 2 phòng ngủ rất là rộng, 89 mét vuông. Hai nhà vệ sinh. À, đầy đủ. Nội thất đầy đủ lại hết. Hai máy lạnh bự. Máy giặt để hết luôn. Nhà rất là rộng. Rộng mà sạch sẽ nữa, chứ trong nhà rộng không được sạch nữa. Có như nhà như ở có chỗ để đồ. Có tủ lạnh, có máy giặt này chỉ để đấy, phòng ngủ. Hai cái máy lạnh luôn. Ngủ rất là đẹp, có tủ gỗ hết. Nè, tủ lạnh có sẵn luôn là xứng không? Hai phòng ngủ cái nào cũng có tivi hết luôn này, quá trời đẹp.